cáo với chương trình, báo cáo với bác sĩ ạ. Tôi là Nguyễn Văn Nhân, 74 tuổi rồi, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội ạ. Vâng, xin chào bác. Vâng. Mời Thế bác đặt câu tôi hỏi có ạ. cái bệnh là lúc nào nó cũng cứ ong như là ong kêu, như là cóc nhái nó kêu ở trên đầu ấy, khó chịu lắm. Thì nhờ chương trình với nhờ bác sĩ thì giải thích cho tôi tại tại sao mà bây giờ phải uống cái thuốc gì ạ? À, dạ vâng, cảm ơn bác đã có câu hỏi chương trình. Bác biết là những cái tiếng ù tai, những tiếng kêu bất thường ở tai, đó là những tình trạng bệnh lý của tai, ở trên tai mình đã gặp phải. Ví dụ như là cái ù tai đó thì cũng có tiếng ù do những cái âm thanh trầm, nhưng cũng có thể tiếng ù do âm thanh cao. Đối với những tiếng ù mà âm thanh trầm thì có thể là cái tình trạng do viêm tắc ở trong vòi tai hoặc viêm tai giữa. Tuy nhiên vẫn cần phải bác sĩ đi khám để bác sĩ xem, kiểm tra tai mũi họng, kiểm tra rõ xem đó là tổn thương gì. Tuy nhiên là nếu là những cái tiếng ù mà tiếng cóc hoặc tiếng ve kêu, tiếng âm thanh của nó cao ấy, âm sắc cao ấy, thì là do tổn thương đã xâm lấn vào phần tai trong và có thể là ảnh hưởng tới cái sự thăng bằng. Ví dụ mình đi có bị choáng váng, có bị loạng choạng hay không, kèm theo những cái bệnh lý về huyết áp chẳng hạn bác có hay không, hay rối loạn chuyển hóa của bác có hay không. Tôi nghĩ rằng bác cần phải đi khám ở những cái cơ sở, ví dụ như là tai mũi họng, để bác sĩ khoa tai mũi họng để bác sĩ kiểm tra xem tổn thương là gì, thì để bác sĩ điều trị đúng theo nguyên nhân. Tuy nhiên ở những cái người mà cao tuổi, trên 60 tuổi đi, thì cái việc mà suy giảm thính lực là hoàn toàn bác có thể gặp phải. Đây là một tình trạng bệnh lý mà thường gặp ở người cao tuổi và có thể chiếm tới khoảng 40% đến trên 4%. Ở những người ở cái độ tuổi như của bác có thể suy giảm thính lực và do cái bộ phận ấy, dẫn truyền âm thanh có thể bị ảnh hưởng và có thể làm cái thính lực của mình, sức nghe của mình giảm đi. Tuy nhiên trước khi mà để đánh giá xem là cái phần thính lực của mình giảm đi tới mức như thế nào, có nguyên nhân gì ảnh hưởng tới cái bệnh lý ở tai hay không, mà muốn biết được chính xác và điều trị theo đúng nguyên nhân thì bác cần phải đi khám tai mũi họng, bác sĩ sẽ kiểm tra cho bác nhé.